Ok, xin các bạn quay trở lại với kênh của Rock F2P nha. Và đã rất là lâu rồi, chúng ta đã quá là quen thuộc với những quả nick bao to, những quả nick bay về K2 hành gà. Thì hôm nay mình sẽ show cho anh em cũng như là review một quả nick hiện tại đang có mặt ở Kingdom 2707. Pao tuy không phải là quá to nhưng đây là một quả nick mà người chơi này đã chơi mới từ KVK 1 tới KVK 2 nha mọi người. Vâng, và quả nick được lên TV ngày hôm nay của chúng ta có cái tên là Như Có Như Không nha mọi người. Và như mình đã nói, tới từ Kingdom 2707 nha. Hiện tại thì đang VIP 13 với số ngày đăng nhập liên tục là 176 ngày. Thì với cái số lượng điểm VIP cao như thế này ấy, kết hợp với số lượng ngày đăng nhập thấp, thì mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là một nick có đầu tư nha anh em. Hiện tại Pao thì các bạn có thể thấy đó là đang là 40 triệu, điểm tiêu diệt là 329 triệu điểm nha. Phần thông tin thêm thì ở đây có sức mạnh tối đa là 42 triệu 6, chết 1 triệu 850, thu thập tài nguyên 4 tỷ và hỗ trợ tài nguyên là 860 triệu. Và tuy rằng mới chỉ chơi được có hơn 170 ngày thôi nhưng mà đã trợ giúp lên tới là 23.800 lần nha các bạn, gần 24.000 lần, rất là nhiều. Nền văn minh ở đây thì cái nick Như Có Như Không của chúng ta nghe tên đọc hơi kỳ các bạn, đang sử dụng đó là nền văn minh Đức. Với nền văn minh Đức như thế này thì các bạn sẽ có cái tốc độ huấn luyện nhanh hơn, phục hồi điểm hành động cũng nhanh hơn 10%, và đặc biệt đó là cái lính đặc nhiệm của Đức sẽ là hiệp sĩ Teuton, cũng như là cái sức tấn công của kỵ binh tăng thêm 5%. Nên là Đức rất là phù hợp đối với những bạn nào mà mới chơi và những người mà có nạp tiền và có sở hữu Mina nha. Còn đây là phía bên trong thành phố thì trông trang trí khá là đơn giản các bạn. Mình sẽ xem nhanh qua một chút về skin nhà cũng như là công nghệ nha. Skin nhà thì chúng ta mới chỉ có đó là hai skin nhà tím mà thôi, chứ chưa có cái nhà huyền thoại nào. Còn đối với những nick mà 40 triệu pound trở xuống như thế này thì chúng ta hãy cùng xem là đã có T5 hay chưa. Mình thì mình nghĩ là chưa có T5 đâu, nhưng mà chúng ta sẽ cùng xem là liệu đã nghiên cứu được đến đâu rồi. Rồi, chắc chắn là chưa có T5 rồi các bạn. Hiện tại ba cái tech cuối cùng, các bạn muốn lên T5 thì các bạn phải nâng tất cả những cái tech này lên 10 trên 10 hết. Nó tốn của các bạn rất là nhiều tăng tốc nha. Hiện tại thì mình thấy là tech bộ binh 8 trên 10, 8 trên 10 này, kỵ binh 10 trên 10, thủ kỵ 9 trên 10. Như vậy là đang có ý định là lên T5 kỵ binh. Đó, nhưng mà cách khá là xa nha. Mình sẽ kiểm tra xem là liệu đã lên được cái lâu đài 25 chưa. Những nick như thế này thì có nạp tiền ấy thì cũng có thể là sẽ lên được lâu đài 25 sớm thôi. Nhưng mà các bạn nạp dàn trải ra ấy thì nó tiết kiệm hơn. Đã lâu đài 25 rồi. Như vậy lát nữa chúng ta xem về tăng tốc nha. Rồi, đây là phía bên trong chỉ huy thì chúng ta có đầu tiên là hơi thở của tiền, thức thứ hai Hannibal Barca. Đó, cái nick này thì mua Hannibal về có lẽ là để lấy sách giao ước cũng như là để mở khóa Hannibal, các bạn sẽ có gói 10 chọc vàng khá là ngon. Thực ra tất cả tướng cam khi các bạn triệu hồi lần đầu ấy sẽ đều có cái gói đó cả. Tiếp đó chúng ta sẽ có Ethel Flat Max Skill này và hơi thở của tiền Minamoto thức thứ nhất Max Skill luôn. Hiện tại đang sử dụng đó là ba món xanh lam có Talon cũng như là cái quần. Uầy, quần cam nổ Talon luôn anh em, rất là xịn sò luôn. Quần cam nổ Talon và một cái giày cam. Cái vũ khí này rất là ngon anh em. Cái kích tiên phong này nếu mà các bạn có cái kích xanh này ấy, mà nổ Talon thì mình đánh giá sẽ tốt hơn cái vũ khí kỵ binh tím mà không nổ Talon nha mọi người. Khá là ổn với con Mina. Chúng ta có CM này, CM vẫn chỉ mặc là lam xanh kết hợp với tím thôi. Ở đây thì CM 5545 rồi. Dồn vào đây 82 chọc vàng, như vậy là cũng ăn được khá là nhiều chọc CM, hoặc là cũng có khả năng là mua cái ngày CM nữa. Saladin 5552. Uầy, Richard 5551 được nha. Nick tuy rằng chơi mới nhưng mà mình thấy tướng khá là ổn. Cái việc mà quả nick này lựa chọn nâng những con tướng không max skill ấy sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Ví dụ nếu như các bạn nâng max Richard đi thì các bạn sẽ gần như không có con Saladin. Cùng một cái số lượng chọc như vậy, các bạn chia ra cho hai con tướng ấy, các bạn sẽ có cái mức skill tương đối là tốt. Đặc biệt là cả Richard và Saladin đều là hai con tướng xài được ở một cái mức skill khá là thấp như thế này. Quốc tướng Di Song Di max skill luôn. Và chúng ta có là Tào Tháo 5455. Như vậy nick này mình nghĩ là sẽ mua gói ngày đấy anh em. Nick này mình nghĩ khả năng cao là mua gói ngày. Chỉ có 30 chọc vàng và cao cao thôi. Như vậy đây là một nick mua gói ngày. Và với quãng thời gian mà 176 ngày, mình nghĩ là cũng phải mua gói ngày xuyên suốt từ lúc mới chơi đến bây giờ ấy. Tức là mỗi ngày 109 thì tổng cái số lượng tiền mua gói ngày mình nghĩ là nó sẽ phải dao động tầm hơn 18 củ nha anh em. Nên là đây có thể nói là một nick mini boss ở cái giai đoạn K1, K2 đấy. Đương nhiên là so với những cái nick bao to bay về map K2 thì nick này có vẻ là hơi yếu một chút. Nhưng với một nick chơi mới thì mình thấy là quá khỏe nha các bạn. Tướng tím thì giai đoạn này có lẽ chỉ có duy nhất con tôn tử là anh em hay dùng thôi. Ở Belisarius thì nick này mình thấy đang mặc đồ, tuy nhiên mình nghĩ là sẽ không có lựa chọn để đi với Beli, bởi vì Mina chắc chắn là đi với cao cao rồi. Hoặc là bạn có thể sử dụng Saladin đúng không, có ba kỵ cam thì có thể là kẹp con Beli và một con nào đó để cho nó đi ra thêm một đạo kỵ nữa. Nhưng mà mình phải xem về số lính anh em.
Đó, mình phải xem về số lính một chút. Hiện tại tổng số đơn vị quân là 1 triệu 5 lính. Và lính kỵ khá là ít các bạn. Với số lượng lính kỵ như thế này thì khi mà các bạn cắn búp 50% ấy, các bạn chỉ mang được duy nhất một đạo kỵ thôi, một đạo bộ và một đạo cung. Nhưng mà nếu mình không nhầm thì nick này sẽ không có đạo cung. Mình sẽ xem lại xem là có con cung tím nào không nhá. Tầm này thì chỉ có mỗi con gì thôi. Có con Elcid. Uầy, Elcid 5543 cũng được nha anh em. Như vậy là khả năng cao là nick này sẽ đánh một đạo bộ, một đạo kỵ, một đạo cung nhá. Elcid cũng 455 chọc, rất là ngon. Có thể là đua được hoặc cũng có thể là mua gói ngày. Mình thì thiên ý về mua gói ngày hơn, kiểm tra luôn cho nó đỡ mất thời gian. Rồi, mua gói ngày nha anh em. Đó, như vậy là cái dự đoán của mình đã khá chính xác. Ở gia cát dự nick này mình nghĩ là đầu tư tối thiểu cũng phải vài chục củ nha các bạn. Đó, vài chục triệu ở Riot Kingdom sẽ đưa các bạn từ lúc mới chơi tới cái thời điểm KVK2 được như thế này đó. Chỉ riêng con Mina với lại cái gói ngày thôi mình nghĩ là tầm khoảng hơn 20 triệu rồi, chưa kể những gói khác. Tranh thủ xem gói giá trị này. Đó, lễ đăng quang của nhà vua là đã mua. Cái gói lễ đăng quang nhà vua các bạn mua full gói nó phải dao động tầm khoảng 8 triệu thì phải, nếu mình nhớ không nhầm nhá, 8 triệu. Như vậy cộng với 22 triệu hồi nãy là lên 30 củ rồi anh em ạ. Gói tài nguyên đặc biệt này, ngọn lửa chiến tranh. Nó kho cung cấp, chưa kể gói game nữa. Nói chung là nick này mình nghĩ là cũng phải tầm 30 củ đổ lên. Còn cụ thể là bao nhiêu thì chỉ có chủ nick mới biết nha các bạn. Soi thêm một chút về mục đạo cụ đi. Túi đồ này, đĩa VIP và game không có nhiều. Tài nguyên thì ở ngoài cũng còn ít anh em. Nick này được cái là rất ít tài nguyên. Nó không có gì ngoài ít tài nguyên các bạn. Nhưng mà có thể là có nick farm để nuôi. Đây là tăng tốc xây dựng này, tăng tốc huấn luyện ít, tăng tốc nghiên cứu. Ủa, tăng tốc nghiên cứu này là rất là ít nha các bạn. Và tăng tốc chung. Như vậy là nick này có cách T5 rất là xa nha. Nó đã đập vào game hơn 30 củ rồi. Nhưng mà cách T5 vẫn còn rất là xa. Mặc dù là đã chơi game được 176 ngày. Đây chúng ta có mục tăng mạnh này. 6 cái mở rộng đội quân 50%. Hết rồi anh em. Mục thiết bị đi. Rồi không có trang bị vật liệu gì luôn. Đây có 3 món cam. Có một set tín farm. Nhưng mà set tín farm thì chắc chắn là mua gói 219.000. Nếu mình nhớ không nhầm thì khi các bạn lên cấp 16 ấy, các bạn xây cái lò rèn là sẽ hiện cái gói này. Mình không chắc chắn lắm nhá. Anh em nào mà mới hiện cái set tín farm này thì các bạn có thể bình luận nhá. Mình là nhớ lên cấp 16 xây cái lò rèn là có. Rồi, đa số vẫn xài đồ lam thôi anh em ạ, chứ cũng không có đồ gì nhiều. Ok, rồi đây là mục khác này. Mục khác cũng không có gì các bạn. Tầm này thì mục khác đồ đạc khá là ít. Ở đây thì còn có 57 cái chọc vàng thôi. Và mình sẽ giúp nick này có thêm một con tướng cam nữa. Đó chính là con Alexander lại đến nha mọi người. Đó thì mình sẽ chỉ quay ngày hôm nay thôi. Thì có thể ngày mai nếu mà bạn quay vượt 100 vòng thì mình sẽ quay bù vào. Nhưng mà khả năng là mình sẽ chỉ quay 60 vòng thôi các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ quay 60 vòng quay Alex nha. Các bạn mà chơi mới thì các bạn cũng nên quay Alex. Nhưng mà nếu mà không nạp tiền ấy, hoặc là nạp ít. Bởi vì nick này dù sao cũng nạp tới đơn vị chục triệu rồi. Thì anh em nên chọn giữa Alex và Saladin. Chứ không nên là chơi cả hai nhá. Nick này là chơi cả hai đấy. Nhưng mà do là mua gói ngày với lại chắc là cũng đua được MGE nữa. Ok, mình sẽ miễn phí nào. Rồi, toạch luôn. 50%. Rồi. Hiện tại kỷ lục của mình trên kênh thì vẫn là 60 vòng chúng ta có được 3 phát X8. Mình sẽ cùng xem là chúng ta liệu có thể phá được kỷ lục ngày hôm nay không. 4 phát X8 là quá hên luôn. Rồi, 2 phát X1. 1 chọc vàng. Rồi, hơi ít nhờ. Rồi, 1 phát X8, tuyệt vời. Ok, 1 phát X8. Thực ra 1 phát X8 là lời nha anh em, chứ cũng không nhất thiết là phải 3 4 phát X8 đâu. Hiện tại là vòng nào cũng ra chọc. Ok, tiếp này. Rồi, vòng nào cũng ra chọc với một vòng X8 như thế này là mình thấy là đã lời rồi, ngon luôn. 2 phát X8 các bạn. Ok. Rồi, rất hên nha, nick này rất hên. Rồi, bây giờ mình sẽ còn một phát cuối cùng. Hy vọng, à đâu, còn 3 phát nữa, quên. Rồi, ok, một phát nữa này. Ô, ngon luôn, 3 phát X8. Ui. Nick quay đỏ thật sự ạ. Liệu có phá được kỷ lục không? Liệu có phá được kỷ lục của chính mình không? Trời, quá hên anh em. Quá hên các bạn. Bây giờ mình sẽ nhận nhá. Để thử xem nào. Đó, chưa nhận rương 70 luôn các bạn. Quá hên các bạn, 3 phát X8 là quá hên rồi. Và vòng nào cũng ra chọc luôn. 63 tượng, quá nhiều anh em, quá ngon, quá ngon. Đây là vòng Alex đầu tiên của 2707 nha mọi người. Và chọc vàng.
Thì ở đây nãy là chúng ta 57 là được thêm 11 cái chọc vàng nữa lên 68 chọc vàng các bạn. Nhưng mà mình cũng không nhớ là lúc đầu là nick này có bao nhiêu chọc Alex. Đó, mình không để yên nick này lúc đầu có bao nhiêu chọc Alex. Nhưng mà chắc chắn đây là một cái vòng quay hên nhất trên kênh của Rock F2P rồi. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Liệu các bạn có ấn tượng với vòng quay ngày hôm nay không? Nếu các bạn thấy ấn tượng thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ Rock F2P nha. Cũng như là mình sẽ hẹn gặp các bạn ở những cái lần quay may mắn tiếp theo. Và bye bye.